Chào các bạn đang xem video Nhật XP nhé. Hôm nay thì mình lại lên video để quay ba cái máy phổ biến nhất cho gia đình Việt Nam. Cái này sử dụng những chiếc ổn áp cách ly. Đấy, còn biến áp cách ly thì mình sẽ làm một video khác nhé các bạn nhé. Đấy, hôm nay mình chỉ quay về cái ổn áp cách ly thôi. Những cái mẫu này là những cái mẫu là những do những gia đình trung bình đến gọi là trung bình khá ở gia đình Việt Nam. Hôm nay mình sẽ tư vấn và sẽ khuyên các bạn là nên dùng những loại công suất như thế nào để cho nó phù hợp với gia đình các bạn. Còn nếu mà trong cái video mình mà nói chưa được sát với cái công suất nhà các bạn lắm thì các bạn có thể gọi trực tiếp cho mình để mình tư vấn cụ thể hơn. Thì hôm nay là mình quay chiếc ổ áp cách ly 7 ký rưỡi này, 7,5 kVA này, chiếc 10 kVA và chiếc 15 kVA. Chiếc 20 thì hôm nay mình không bày ra đây. Đấy, có những video thì mình review cái máy 20 rồi thì hoặc máy to hơn đấy thì các bạn xem lại những video đó nhá. Còn những máy 20 thì thường thường là những gia đình là dùng nhiều rồi. Đấy chứ không phải là phổ biến nữa. Còn ba cái này là phổ biến nhất các bạn nhá. Cái 5 ký thì mình không mang đây bởi vì cái 5 ký thì thực ra nó cũng hơi nhỏ thì dùng cho những gia đình dùng ít đồ thôi thì ok. Còn nhiều gọi là trung trung bình tí thì chúng ta nên dùng 7,5 kVA trở lên. Thì những chiếc máy này nếu mà các bạn nào mà lần đầu tiên đến kênh của mình chưa biết cái công dụng của máy này thì mình nói sơ qua này. Máy này nó có những chức năng chính là thứ nhất nó ổn áp là ổn định điện ra đúng không ạ, 220V này. Thứ hai là cho ra nguồn điện an toàn, tức là chúng ta có cầm thẳng và sờ thẳng vào những đoạn dây điện bị hở dây nửa này hoặc là cái máy móc bị dò ra vỏ như là nồi cơm này, tủ lạnh này, máy giặt hay máy bơm hoặc là bình nóng lạnh mà bị dò ra thì chúng ta vẫn vẫn chạm vào nó, chúng ta vẫn tắm vô tư, không không bị giật nhá, an toàn lắm các bạn, an toàn tuyệt đối luôn chứ không phải giống như cái át chống giật, nhiều trường hợp nó không nhảy do là cái át lâu ngày nó hỏng hoặc là do linh kiện trong đấy nó bị ốm, chứ linh kiện trong cái át đấy. Chứ còn cái này là luôn luôn là lúc nào ra nguồn điện là đã an toàn như thế rồi các bạn, cái bởi vì nó là nguồn điện cách ly hoàn toàn điện lưới rồi. Trong cái máy này sẽ gồm có hai cuộn dây, cuộn sơ cấp và thứ cấp, và hai cuộn này là cách ly với nhau hoàn toàn độc lập, cách nhau gọi là nó cách ly với nhau đấy các bạn, nên là không bao giờ nó chập sang nhau được, người ta đã tính toán rồi bằng những cái vật liệu là cách ly tốt nhất rồi các bạn ạ. Chống nhiệt này rồi là chống cháy bằng những cái phíp đấy, nên là không bao giờ cái chuyện chập giống nhau, nên là chúng ta trong quá trình sử dụng không bao giờ nó bị giật cả. Đấy, trường hợp thì chúng ta kể cả chúng ta cố tình chúng ta làm cho hai cuộn sơ cấp và thứ cấp, tức là cuộn cách ly điện vào điện ra đấy, cố tình điện vào điện ra chúng ta cố tình làm cho nó chập vào nhau thì là nó sẽ cháy máy luôn chứ chứ nó không 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 có hoạt động hoặc là át thì chúng ta nhảy luôn các bạn, nên các bạn yên tâm. Đấy đấy là mình nói về chức năng chống chống giật nhá. Đấy, chống giật đích thực chứ không phải là cái giống cái át thì gọi là chính xác hơn, gọi là át át thì gọi là chống giật, thì gọi, nếu gọi chính xác là át chống thòng dò đúng hơn, bởi vì nó không chống được giật, chúng ta sờ nó vẫn giật, chẳng qua là nó nhảy thôi. Đấy, nếu nó còn tốt thì nó nhảy. Đấy là chức năng thứ hai, và chức năng thứ ba là chức năng chống sét lan truyền, vì nó là cách ly các bạn, đấy nó có chữ cách ly là nó cách ly được điện ra điện vào, cách ly được điện lưới và điện sinh hoạt, nên là vô tình nó lại được chống được những tia sét lan truyền, những tia sét đánh từ ngoài rất xa nhà chúng ta đấy, từ ngoài đường dây, từ ngoài trạm điện. Ba chức năng đây là ba chức năng đấy là rất thiết thực rồi nhé, bảo vệ con người, bảo vệ đồ điện này, ổn định điện là đồ điện bền hơn này, và chức năng nữa thì là chức năng là lọc nhiễu nguồn điện, lọc những cái xung nhiễu tần số cao. Thì những xung nhiễu này thì các bạn bình thường các bạn không có biết được, các bạn phải có máy đo hoặc là những bác chơi âm thanh thì mới biết được. Các bác chơi âm thanh thì khi mà đã qua chiếc máy này rồi thì cái âm tiếng âm thanh nó ra nó sẽ khác hẳn các bạn. Nếu các bạn nào mà tai mà nghe nhạc dành đấy là nghe sẽ cùng một bộ âm thanh mà chúng ta dùng thẳng điện thẳng và dùng điện qua lọc rồi thì nó khác hẳn nhau các bạn. Đấy, tiếng mic tiếng 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 hát tiếng tiếng âm thanh nó trong trẻo hơn đấy, tiếng mic cũng đỡ bị ù bị xì hơn, và kể cả là tivi đấy, nó cũng trong nó cũng nét hơn đấy. Một số nhiều bác là cũng qua mình gọi điện mình hỏi thăm lại hoặc là các bác bảo tivi thấy nó trong thấy nét hơn. Đấy, nên mình có những trải nghiệm thực tế của khách hàng người ta báo thế thì mình cũng nói thế cho các bạn biết. Đấy là thế là tổng thể nó có bốn chức năng chính các bạn nhé. Còn những chức năng là chống chập, chống quá tải, chống ngắn mạch ở đây thì cái máy nào cũng có rồi. Thì hôm nay mình sẽ tư vấn này,
Bình thường thì nếu mà phổ thông nhất là cái máy 10 kVA các bạn ạ. Nói chung là các bạn cứ tính toán cái công suất nhà mình, gia đình nhà ai thì cũng có là tivi, tủ lạnh, quạt quậy, thắp sáng, máy bơm nước, nồi cơm điện. Đấy là những cái thiết bị cơ bản. Những thiết bị cơ bản thế còn chưa tính là điều hòa. Điều hòa thì nhà có nhà một cái, có nhà hai cái, có nhà ba cái. Đấy, hoặc có nhà này có thêm cái máy nén khí, hoặc là máy rửa xe, hoặc là những cái máy bơm để cho hệ thống tưới tiêu cây cảnh hay là vườn tược gì đấy. Thì nếu mà những gia đình mà chỉ có những cái cơ bản như là nồi cơm, tủ lạnh, máy giặt, tivi, đấy một hai cái điều hòa, một cái điều hòa đấy, thì các bạn dùng cái máy 7 này cũng được. Nhưng mà mình khuyên các bạn là nên dùng từ máy 10 trở lên. Bởi vì sao mình lại khuyên thế? Bởi vì là chúng ta cứ ngẫm mà xem, nếu mà 10 năm trước gia đình nhà các bạn chắc đồ điện nó không được như thế này đâu. Nên là các bạn cứ tưởng tượng là 10 năm sau. 10 năm sau. Hoặc là chúng ta chu kỳ dài hơn nữa đi, là 2 30 năm sau. 20 năm trước, 2 30 năm sau là nó khác nhau nhiều lắm các bạn. Đồ điện nó chỉ có tăng lên chứ chúng ta không giảm đi. Càng ngày nó xã hội càng phát triển, càng sinh ra những cái đồ điện để phục vụ cuộc sống con người được chất lượng hơn. Và chúng ta mua cái máy này là chúng ta xác định là dùng lâu dài, có thể nói là dùng cả đời luôn, chứ không phải là giống như cái ổ nắp ni oa là ngày xưa là điện yếu rồi dùng xong đến điện khỏe lại dỡ ra, mà cái này là chúng ta dùng lâu dài nên chúng ta phải tính toán chúng ta mua cái máy mà nó được dư dư công suất ra thì nó sẽ tốt hơn. Đấy, dư ra thì nay mai chúng ta có mua thêm đồ chẳng hạn như nay mai để cuộc sống điều kiện hơn, chúng ta lại mua cái ghế massage chẳng hạn này, hoặc là lò vi sóng, lò nướng, rồi là máy hút ẩm, rồi là máy hút máy lọc không khí cái thứ đấy. Đấy, những cái đấy thì không phải nhà nào có đâu, mà chúng ta có phải có điều kiện một chút nữa thì chúng ta sẽ mua, nhưng mà đấy chúng ta nay mai chúng ta sẽ có hết đấy, nên chúng ta cứ tính toán là mua công suất dư ra. Máy 10 phổ thông nhất, nhưng nếu các bác có điều kiện thì cứ mua hẳn máy 10 năm càng ngày càng tốt. Đấy, nay mai chúng ta cứ mua thêm cái điều hòa cây hay cái gì mà lắp ở phòng tắm, quên, ở cái phòng phòng khách ấy, thì nó sẽ ok, bởi vì điều hòa cây là cái nguồn nó ngốn điện kinh lắm, ngốn điện kinh lắm. Nhưng chúng ta cũng không, điều hòa cây chúng ta cũng chỉ bật cho trong những ngày nóng nực hoặc là ngày có khách hoặc là gì thôi, chứ chúng ta cũng không bật liên tục, nên là chúng ta mua cái đấy thì nó vẫn vẫn xin là nói chung là được. Thế còn chúng ta thì nói thật là các bạn ạ, nhà chúng ta thì đồ điện chắc bây giờ nó cũng hầu như là cũng đầy đủ các thiết bị cơ bản rồi, thì chúng ta có khi là chúng ta cũng chỉ nghĩ là sắm như thế thôi, nhưng mà xong bắt đầu là tiền là chúng ta sẽ đi mua dành những việc khác. Nhưng mà nếu đấy là những các bạn chưa biết nhé, các bạn nếu các bạn đã biết rồi thì các bạn nên coi cái máy này là một thiết bị cơ bản nữa trong nhà các bạn, cơ bản nữa trong nhà các bạn, bởi vì nó vừa là bảo vệ con người, vừa là bảo vệ là đồ điện này, bảo vệ con nhỏ, bảo vệ người già, thậm chí bảo vệ chính chúng ta, bởi vì điện giật thì nó xảy ra nhanh lắm các bạn, chỉ trong vòng vài giây thôi là đã có thể xảy ra là đến tính mạng con người nguy hiểm rồi. Đấy, nhiều trường hợp các bạn cứ vào YouTube thì gõ là tai nạn điện giật mà xem, nhiều trường hợp nó bất ngờ lắm, rồi sạc điện thoại, rồi là cửa cuốn, rồi là nồi cơm, rồi bình nóng lạnh thì nhiều đấy, rồi là đấy những cái trường hợp, hoặc là trẻ em là ngoáy dây kẽm vào ổ điện hư đấy. Nên chúng ta có cái máy này nó không bao giờ thừa các bạn ạ, không bao giờ thừa, nên chúng ta mua trước thì được dùng trước, mua sau thì lại phải dùng sau, mà trước sau thì cũng mua thì chúng ta nên mua trước. Thế còn những cái khác thì chúng ta có thể nuôi lại được, những cái an toàn thì chúng ta cứ mua trước được dùng trước. Chúng ta mua có khi là mua thêm hai cái điều hòa, hai ba cái điều hòa nữa lắp vào phòng lọ phòng kia nhưng chưa dùng đến đâu, nhưng chúng ta cũng phải lắp trước. Đấy, rất rất chi là chúng ta còn chưa sử dụng đến, còn nó còn lãng phí. Còn cái này thì tiền nó tương đương một cái điều hòa thôi. Đấy, chẳng hạn như đây giờ mình báo giá này, ví dụ máy 7,5 kg thì nó là 6 triệu 8. Em báo tất cả nó bao ship nhá. 6 triệu 8 này, máy 10 là 8 triệu rưỡi và máy 10 năm là 12 triệu rưỡi. Đấy, tất cả là em đã bao ship tận nơi cho các bạn. Các bác còn đến nơi được kiểm tra hàng, được test điện như mình, như như em này. Chẳng ví dụ tí nữa mình test là cắm đinh vào ổ điện này, hoặc là thả vào ổ nước này, thậm chí là mình hòa một tí muối vào ổ nước để vào thau nước để cho nó dẫn điện tốt hơn. Đấy, xong mình cắm các thiết bị phụ tải vào như là bếp điện này, với lại cái bóng sợi đốt 220. Đấy, mình sẽ cắm vào để mình test cho các bạn xem. Thế nào hồi nãy mình tư vấn cho các bạn rồi nhỉ? Các bạn đồ điện thì các bạn nhà bạn nào đồ điện thế là các bạn cứ cộng những cái đồ điện vào rồi các bạn mua máy, hoặc là các bạn có thể gọi cho mình để mình lắp đặt nhiều nhà thì có thể mình sẽ có kinh nghiệm hơn.
Đây là hôm nay mình review toàn bộ là ổn áp acne nhá, chứ còn biến áp acne thì mình sẽ làm ở video khác nhá. Đây vừa nãy là mình nói tính năng, giờ mình sẽ nói sơ qua về cái cấu tạo của máy này, cấu tạo chức năng nó rồi, giờ nói sơ qua về cấu tạo. Đây là một cái đồng hồ điện tử, em mới cho điện vào cái máy này thôi, cả hai nó khi chưa cho điện. Đồng hồ điện tử này là dòng trên là báo điện áp vào, vôn vào này, ở dưới là dòng tải có ampere đấy, chúng ta phải dùng dùng thì nó mới lên. Đây là đồng hồ báo điện áp ra, đồng hồ là quan trọng nhất này, chúng ta lúc nào thấy điện áp ra nó cứ 220 đấy, loanh quanh 220 là ok, máy hoạt động tốt. Còn cái này thì không quan trọng lắm, như chúng ta có thì chúng ta nhìn nó dễ thôi. Đây là cái át này, cái CB để chúng ta đóng ngắt này. Đấy, vào máy thì có đầy đủ, đằng trước thì sẽ có ổ 100, ổ 220 để chúng ta cắm những đồ nhẹ chẳng hạn như là tủ lạnh hay quạt quậy gì đấy. Thế còn đằng sau máy thì nó có những cái cọc bằng đồng to để chúng ta đấu ở tổng gia đình rồi, nhưng chúng ta yên tâm. Và máy thì có đầy đủ là giấy tờ nhé, pháp lý hồ sơ, giấy tờ pháp lý rồi nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tem phiếu bảo hành đầy đủ hết. Chẳng hạn như đây mình giới thiệu, đây là một cái tem để xác thực hàng chính hãng này. Đây có một cái mã QR để chúng ta dùng điện thoại chúng ta check lên cái thông tin nguồn gốc xuất xứ của máy, rồi thông tin cấu hình của máy này, và một lớp tem cào chúng ta cào được kích hoạt bảo hiểm điện tử. Đấy, công ty to các bạn mới có hệ thống bảo hiểm điện tử. Còn giấy tờ liên quan đến máy thì nó sẽ có một cái phiếu bảo hành này, phiếu bảo hành cứng của dấu chuyện của công ty, có mã số thuế các thứ là trên này có hết các bạn ạ. Khi các bạn mua hàng là mình sẽ viết thông tin của bạn lên đây, tên là người mua, số điện thoại, người mua, ngày bán các thứ. Đấy, vừa phiếu bảo hành cứng mà vừa bảo hành điện tử, các bạn thích chọn hình thức nào cũng được, chọn một trong hai chứ không cần chọn cả cũng được. Thế còn máy thì cái nhãn hiệu Vinatanda này là nhãn hiệu được sản xuất bởi công ty trách nhiệm hữu hạn ổn áp biến áp Vinatanda Việt Nam các bạn nhé. Máy thì sử dụng 100% dây đồng, có in trên mặt máy và có một cái bản cam kết là hàng sử dụng 100% dây đồng đấy, có chữ ký có đại diện của người phát lập công ty. Và đồng thời cái nhãn hiệu Vinatanda này thì là đã được đăng ký bảo hộ nhé, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu rồi đấy. Đấy, bảo hộ nhãn hiệu các bạn nhìn này, do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam các bạn nhé, có chữ ký có dấu chuyện của cơ quan này. Đây mình đặt trang sau là cái thì người ta sẽ in cái tên của nhãn hiệu này. Đấy, Vinatanda nhé, giấy chứng nhận 448190 này. Đấy, các bạn thấy khớp này chưa, số 448190. Đấy, đây là cái giấy đăng ký nhãn hiệu của sản phẩm đấy, tức là sản phẩm là hàng công ty nhá, chuẩn chính hãng nhá, có đăng ký có giấy tờ các thứ đầy đủ. Nếu các bạn nào mà cần những cái giấy tờ gì thì mình sẽ cho các bạn xem nữa, xem nốt. Và máy 10 thì vẫn thế nhá, vẫn cấu tạo như thế. Máy 15 này khác một chút là đồng hồ vôn ra to hơn này, đồng hồ điện tử thì vẫn thế. Thế còn khác cái là thêm một cái áp bên biến áp nữa. Chúng ta nếu mà chúng ta không muốn dùng ổn áp thì chúng ta bật bên biến áp lên được. Đấy. Cái máy này thì nó cũng chúng ta không muốn dùng ổn áp thì chúng ta dùng biến áp cũng được nhá. Chúng ta dùng biến áp được thì chúng ta phải tháo cái máy này ra, thì mình sẽ nếu các bạn mà muốn chỉ dùng biến áp thì mình sẽ hướng dẫn sau. Đấy, hướng dẫn ở một video mình gửi riêng cho các bạn. À, mình có thể chuyển sang biến áp được. Biến áp thì nó chỉ là giống như là một cái quận dây đồng, thì đã trong đấy thì gọi là điện nó chỉ đi qua quận dây đồng để nó cách ly thôi, không liên quan hệ thống điều khiển nữa. Đằng sau máy thì vẫn có những cái cọc này, cọc này chúng ta đấu vào tổng gia đình này, các bạn nhìn thấy chưa? Và có cái quạt gió này là khi quạt gió này nó có nhiệm vụ là khi chúng ta dùng mà tải lớn, tức là tải lớn mà liên tục trong một thời gian nhất định thì quạt gió này nó sẽ cảm biến được cái nhiệt độ trong máy này, nó lên thì nó sẽ chạy, nó để nó lưu thông không khí trong này, thì là đã cái quặn dây đồng trong này là lúc nào nó cũng làm việc ở cái nhiệt độ lý tưởng để nó bền các bạn. Còn chúng ta mà có dùng quá thì nó lại có cái át này nó nhảy rồi, quá công suất thì cái át này nhảy rồi. Còn nếu mà chúng ta dùng chưa quá nhưng mà chúng ta đã dùng nhiều tải thì cái quạt gió nó làm việc rồi, nên là máy là luôn luôn là được làm việc trong cái điều kiện khả năng của nó, nên các bạn yên tâm, không bao giờ nó quá tải có ức mà nó cháy cả. Quá tải thì nó có át nhảy, mà chưa quá tải thì nó đã có cái quạt gió để nó làm mát, để cho nó máy nó hoạt động êm ái bền bỉ đấy. Vừa rồi là mình nói hết rồi, giờ mình sẽ test qua, mặc dù những video trước mình test hết rồi nhưng hôm nay mình vẫn test lại cho các bạn lần đầu tiên, các bạn nào chưa xem nhé. Đây mình cắm cái bếp điện này vào này, đấy, mình bật luôn.
Đấy, mình bật điện nhá. Đây. Mình đang dùng cái dây dẫn nó rất nhỏ này các bạn này. Dây dẫn nhỏ lắm, mình kéo dài đây đâm ra nó bị sụp áp trên cái đường dây các bạn nhá. Cái chuyện này chuyện bình thường, còn nhà các bạn đâu là dòng tổng gia đình là các bạn toàn đường dây lớn rồi thì nó không có bị sụt thứ kia. Đấy bây giờ là dòng đang 9,6A này, mình đang bật mắc mắc công suất của cái bếp này. Đây mình có một cái bóng sợi đốt này, mình cắm vào cho các bạn xem nhá. Đấy, ổ nào thì cũng có điện nhá. Đây là ổ 220 nhá. Mình đang cắm thử ổ 220 ra mà. Còn nếu mình mà cắm ổ 100 này, bóng điện nó sẽ đỏ. Đây. Đây nó sẽ không được sáng đâu bởi vì đây là điện 100 mà. Còn 220 nó phải sáng rực rỡ này. Đây, các bạn nhìn thấy. Sáng rực rỡ luôn. Bây giờ mình sẽ cắm cái đinh vào đây. Cắm cái đinh vào đây, mình đo xem có phải bên đúng là bên đổi. À bên này đang là bên mát. Mình cắm sang hiệu ở bên cạnh này. Đây, cắm đây đi. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Bút điện đỏ nhá. Đấy, mình đo ở trên dưới đỏ này. Đấy, mình cứ cầm cái này thoải mái. Đây, mình quay chân của mình hơi khó thì mình sẽ té một tí nước vào đây. Các bạn thấy nền có nước rồi nhá. Đấy, cứ thế này mình sẽ cầm cái đinh này. Đinh này vẫn đang có điện, các bạn nhìn thấy chưa? Đây, mình bên lại cho tôi tối, các bạn nhìn này. Cái bếp vẫn đang chạy này. Cái điện nó đang có này. Đây, mình tắt đi này, mất cái bếp này, các bạn nhìn chưa? Đấy, tắt đi mất cái bếp nhá. Mình bật lại cho cái bếp nó có điện này. Mình bật lại. Đấy, bóng chạy đốt đây nhá, cắm sáng đây nhá. Bút điện vẫn đỏ nhá các bạn nhá. Đấy, mình hơi nó hơi loãng, các bạn nhìn nó không rõ lắm rồi. Đấy, bút điện đỏ nhá. Mình cứ cầm thế này thoải mái. Và mình cũng sẽ nói luôn các bạn nhé, cái đây điều này là toàn bộ là sự thật, toàn bộ là sự thật, bởi vì mình quay video này là cho rất nhiều người xem và các bạn mua là các bạn cũng được test thế này. Đấy, các bạn không dám test thế này thì các bạn có thể mua một con cá, các bạn cứ chích điện vào con cá, nếu chích dây nửa con cá, nếu một con cá nó chết thì các bạn không phải nhận hàng, bởi vì nó không thật mà, con cá là phải không chết thì cũng được, như điện nửa thì nó sẽ chết ngay. Và mình sẽ test cả thế này nữa. Thậm chí là cả thả cái ổ điện này vào cái thau nước này. Đang đấy mình bỏ hòa muối quên. Ở đây mình cho một tí muối ở đây hòa luôn. Hòa một tí muối luôn vào đây. Để cho nó dẫn điện tốt hơn. Đây các bạn thấy chưa? Khi mình hòa muối cái là lập tức nước này. Các bạn nhìn thấy chưa? Nó sủi bóng lên này. Nó lăn tăn bởi vì nước nó dẫn điện mạnh hơn mà. Đây mà mình cứ xả ra này thoải mái. Chân mình đang đi sắm đất rồi nhá. Và nước này nó vẫn không giật bởi vì là các bạn cứ nghĩ là tưởng là dây âm dây dương trong này thì mình xào lại sẽ giật, nhưng mà khi này âm dương nó được nước nó dẫn rồi, nó thành trung hòa là một rồi, nước nó nối hai cực là một rồi, nên lúc này nước nó chỉ nóng lên thôi chứ nó không có chập được, không có chập được mà nước nó chỉ nóng lên, mà nước lúc này nó vì nó nối hai cực này là một nên lúc này là nước nên hai cực lúc này là một rồi, thì nước này cũng giống như một dây thì chúng ta xào một dây không bao giờ giật. Thì chúng ta sờ nếu mà với điện cách ly hoặc điện gì cũng thế thôi, nên mà chúng ta cứ sờ hai dây mà với điện áp cao 220V thì nó vẫn giật. Nhưng mà đa số các trường hợp bị điện giật là do sao? Là do máy móc nó bị dò một dây nửa ra vỏ thôi. Bởi vì nếu mà máy mà đã dò cả hai dây ra vỏ thì nó thành chập mạch rồi, nó thành cháy cái máy rồi. Chứ chúng ta không không còn phải sờ vào nó nữa mà nó bị cháy máy rồi. Đấy. Thế còn tại sao nó không giật thì nếu mình giải thích nữa thì video nó sẽ hơi dài nhỉ. Có các bạn có thể xem lại các video khác của video trước của mình nhá. Mình chỉ giải thích qua nó là cách ly thôi. Trong này sẽ gồm có hai con dây sơ cấp và thứ cấp. Đấy, con sơ cấp điện vào, thứ cấp điện ra. Hai con này được không hề đấu nối cho nhau, mình chỉ cảm ứng từ trường cho nhau lên điện chúng ta dùng điện cảm ứng nhá. Điện cảm ứng từ trường nên nó sờ nó không giật nhá. Cách ly hoàn toàn với điện nước, cách ly hoàn toàn với đất nên chúng ta sờ không giật. Các bạn cứ xem các video trước của mình là sẽ hiểu hơn nhá. Thì để mình cho video nó ngắn một chút. Hoặc các bạn cứ điện cho mình sẽ giải thích. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi nhiều video sau mình ra nhé. Mình còn review những cái máy to hơn hoặc cái máy nhỏ hơn, hoặc là những cái dòng biến áp các thứ, hoặc là những cái tư vấn, hoặc là những cái chi tiết về cái máy móc nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé.